Phía môi thùng đó chính là cụm từ mà ngày hôm nay em Thành sẽ diễn tả cho mẫu xe. Nhân vật chính ngày hôm nay em Thành lên sóng cho tất cả anh chị khách hàng. Và em Thành xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị khách hàng đang xem qua kênh của Trung Thực Auto. Em là Thành, nhân viên bán hàng của Trung Thực Auto chi nhánh miền Nam. Xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị. Anh chị nào đang quan tâm mua bán, trao đổi những dòng xe gầm cao đó qua sử dụng, anh chị có thể là liên hệ trực tiếp qua hotline bên em, hoặc là có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng của em, tọa lạc tại số 709 đường DT 743B, thành phố Dĩ An, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương nha cả nhà. Ok. Thiếu mỗi thùng đó chính là cụm từ mà em Thành diễn tả cho mẫu xe bán tải, mẫu pickup ngày hôm nay em Thành lên sóng cho tất cả anh chị. Một form dáng, một diện mạo hoàn toàn mới của mẫu xe Ford Ranger. Ngay phía trước mà ảnh nhỏ của cả nhà đây là em Ford Ranger XLS. Em này của em Thành là phiên bản 2.0 số tự động, một cầu, 2023 luôn nha cả nhà. Mới đăng ký được có vài tháng thôi. Và em xe này của em Thành thì mang biển số tỉnh, một chủ sử dụng từ đâu. Lăn bánh chỉ mới được 19.000 km thôi. Tổng quan thì về bề mặt chi tiết, bề mặt sơn zin vẫn còn gần như là tuyệt đối 99% luôn rồi. Và mẫu xe này anh chị cũng tiết kiệm được so với là xe mới lăn bánh trong hãng ra rồi. Ngay bây giờ thì anh chị cùng em Thành xem qua tổng thể chi tiết em Ford Ranger XLS thế hệ mới này sẽ có những cái khác biệt hay là sẽ có những cái thay đổi gì so với lại thế hệ cũ nha cả nhà. Ok. Ngay ở phần đầu xe anh chị có thể thấy là đã có một cái dạng đèn vuông vức cứng cáp hơn rất là nhiều rồi. Ngay cả ở mặt ga lăng nè cũng rất là đẹp nha cả nhà. Một mẫu xe bán tải mà anh Thành thấy là đáp ứng rất là đầy đủ các cái tiêu chí cho gia đình của mình, với cái tầm tài chính thời điểm hiện tại loanh quanh hơn 6 đồng nha cả nhà. Loanh quanh hơn 6 đồng. Đèn full led cho anh chị rồi, có một led định vị ban ngày. Ở dưới đây đèn gầm là một dạng đèn halogen nha cả nhà, một dạng đèn halogen, xe mang màu xám, nội thất thì cũng đã lên bọc ghế da luôn cho tất cả anh chị rồi. Đấy, tổng quan đây, xe thì có những cái vết xước dâm dâm này, đây cameraman có thể lay gần đây cho anh chị xem này. Em Thành quay rất là thực tế cho anh chị xem. Những cái vết xước này thì em Thành sẽ đã bắt bóng ra nha, vẫn còn là sơn zin hết nên là em Thành sẽ bắt bóng lại thôi. Ở những cái chi tiết má vè này, còn là sơn nguyên bản hết. Dàn vỏ em xe này vẫn còn là đều là theo xe hết nha cả nhà. Bộ mâm 16 inch. Đây. Tuần thứ 7 năm 2023 nè. Em Thành sẽ báo theo là cái năm sản xuất nên là anh chị yên tâm, em Thành không có báo theo năm đăng ký đâu. Tổng quan về tổng thể mình đồng. Đồng án căng đẹp đúng không ạ? Thiết kế của thế hệ mới này em Thành rất là thích. Ở phần đầu và ngay cả phần đuôi cũng vậy anh chị ha. Ở phần đuôi này thì đã có một cái bệ bước cho tất cả anh chị khách hàng khi mà anh chị muốn mở cái nắp thùng và cũng như là anh chị đứng lên đây được. Rất là tiện lợi cho tất cả anh chị khách hàng luôn. Mười mấy ngàn cây thì dàn vỏ còn rất là cao luôn anh chị ha. Còn rất là cao. Xe thì cũng đã trang bị phim cách nhiệt, đã có nắp thùng thấp, điện sẵn luôn cho tất cả anh chị rồi. Cái nắp thùng này rất là đắt tiền luôn đó cả nhà. Rất là đắt tiền. Đây em Thành sẽ cho anh chị xem thử này. Đó. Chạy điện chạy rất là mượt mà ha. Hầu như là bác chủ rất là kỹ tới nỗi mà ở cái nắp thùng sau đều lót hết những cái này rồi nè anh chị. Đó. Lót hết rồi, chống trầy. Đây, em Thành sẽ dỡ lên cho anh chị xem này. Không có một vết xước luôn á. Cái nắp thùng sau nhưng mà hầu như là không có một vết xước luôn. Đợt này thì em Thành về bán tải toàn là xe đẹp thôi. Ở video lần trước thì em Thành lên sóng một em Toyota Hilux. Lần này thì em Thành lại lên cho anh chị một em Ford Ranger thế hệ mới này. Đấy. Tổng quan. Một cầu nha cả nhà, Ford Ranger XLS 2.0, một cầu đời 2023 số tự động. Có cảm biến phía sau đầy đủ rồi. Và cam lùi em này cũng đã được trang bị. Cam thì rất là nét luôn anh chị. Cameraman quay qua phần gầm cho anh chị xem. Gầm bệ là em Thành cũng chưa có rửa dọn qua, nhưng mà gầm bệ rất là sáng. Đây em Thành sẽ cho anh chị xem này. Đó. Xe vẫn là mộc mạc nhất nha cả nhà. Vẫn đang là mộc mạc nhất. Ở đây đều có hai bên đều có cái bệ bước để lên xuống hết. Phía sau này cũng còn là sơn xi zin này. Đó, có xước xước nhẹ nhẹ này nè. Em Thành sẽ cho làm lại luôn. Đây anh chị nhìn này. Dàn chân còn nói chung là không khác gì xe trong hãng ra rồi. Như em Thành đã nói đó, thiếu mỗi thùng thôi. Nhưng mà được cái là em này cũng đã lên đầy đủ phụ kiện, mà anh chị còn tiết kiệm được so với là xe mới trong hãng thì rất là đáng để cân nhắc nha cả nhà. Rồi anh chị cùng em Thành xem qua cái phần nội thất cùng với em. Xe cũng đã được trùm ghế da lại rồi nha cả nhà. Đã được trùm ghế da lại cho tất cả anh chị rồi. Và tổng quan thì nội thất thì cũng đã thay đổi so với là thế hệ cũ. Tổng quan thì về nội thất bên trong cũng đã được lên ốp bật lên xuống này.
cũng đã có lót sàn 5D lên luôn, lót sàn sẵn luôn cho anh chị rồi. Em này thì cũng bọc trần ni lông luôn cho anh chị rồi. Về là anh chị chỉ có sử dụng thôi, không có cần phải lên gì nữa hết ha. Được cái là cũng bảo dưỡng thường xuyên trong hãng nha cả nhà. Em này thì nhắc bảo dưỡng ở lần tiếp theo là ở 21.000 cây. Thay đổi về từ cái phần vô lăng này, màn hình này, táp lô so với là thế hệ cũ này. Trang bị cho tất cả anh chị khách hàng một cái màn hình giải trí Sin 4 rồi anh chị ha. Màn hình giải trí Sin 4 và cũng như là anh chị có thể là điều chỉnh được điều hòa, nhiệt độ đầy đủ ở đây. Màn hình nó có thể kết nối được điện thoại Android Auto, Apple CarPlay ở trên này hết này. Có một cái vô lăng trợ lực điện nhẹ nhàng. Cũng như là em này của anh Thành thì cũng có ga tự động tích hợp ở đây, có đầy đủ các chế độ lái cho tất cả anh chị khách hàng. Đây em Thành sẽ quay coi cho anh chị xem này. Có đầy đủ các chế độ lái này. Eco, Normal hoặc là anh chị đi địa hình, đi đường trơn trượt đó. Đều có những cái tính năng để anh chị khách hàng có thể đi. Những cái núm điều hòa này, thiết kế mới, nhìn rất là cứng mà không có kém phần sang anh chị, rất là sang. Lock lên xuống hết rồi, vẫn còn thơm mùi xe mới mà. Cần số này to. Nhưng mà có một điều rất là đáng tiếc ở thế hệ mới, ở trên phiên bản số tự động này, đó chính là vẫn còn giữ nguyên cái chìa khóa là chìa khóa cơ nha anh chị. Đáng lý ra thì có thể là nâng cấp thêm một cái điều nổ startup thì em Thành thấy sẽ hay hơn, nhưng mà em này thì chỉ là chìa khóa cơ thôi. Đèn auto đầy đủ hết cho mình luôn rồi, đèn auto hết rồi. Ok, tổng quan thì về trải nghiệm thì em Thành chưa trải nghiệm nhiều trên cái dòng Ford Ranger này, bởi vì mẫu xe này thì vừa ra mắt vào tháng cuối năm 2022. Tới thì hiện tại thì được vài tháng thôi chị, gần được một năm rồi, được một năm rồi. Thì em Thành cũng vừa được trải nghiệm vài lần ở trên cái mẫu xe này thôi, chứ chưa có dịp để đi xa, cũng như là chưa có kinh nghiệm nhiều để có thể là truyền đạt tới tất cả anh chị khách hàng. Nhưng mà tổng quan thì sau vài lần trải nghiệm cầm sau vô lăng em xe này thì em Thành thấy là cảm giác lái thì nhẹ nhàng khi mà anh chị đi lưu thông trong phố, nhưng mà có một cái sự đầm chắc nhất định, chứ không có phải là nhẹ tưng đâu nha cả nhà. Đúng chất xe Mỹ. Động cơ dầu. Rồi, tay nắm này. Tay nắm thì giống tựa như là thế hệ mới của Everest thôi anh chị. Đều có mở cái cửa đều là bên hông hết. Mở cái cửa tay nắm luôn. Anh chị có thể thấy là mở cửa tay nắm. Ok, anh chị xuống hàng ghế phía sau cùng với em nha. Cửa rất là chắc chắn. Đây, hàng ghế phía sau đây. Hàng ghế phía sau thì Thành thấy thì cũng hơi đứng lưng một tí. Nó cũng không được thoải mái cho lắm. Có một số dòng bán tải thì nó sẽ hơi có một cái sự ngã ra. Anh chị thoải mái hơn người ngồi. Ở đây thì ví dụ như là cũng không có bề tì tay luôn nè. Đúng nghĩa là một xe bán tải. Đó. Ok. Đợt này thì chi nhánh miền Nam của em về dòng bán tải khá là nhiều. Em Thành cũng vừa cập bến được một em Ford Ranger đời 2016 nữa. Với cái tầm tài chính thì cũng lanh quanh hơn 4 đồng. Ok. Thêm một điểm khác biệt nữa so với lại thế hệ của Ford Ranger, đó chính là em xe này của em Thành trang bị động cơ 2.0 turbo nha anh chị. 2.0 turbo. Động cơ cũ của Ford Ranger đó chính là thế hệ cũ là sẽ là 2.2. Em này của em Thành là 2.0. Anh chị nghe máy cái tiếng động cơ dầu rất là êm này. Rất là êm ái. Máy này thì em Thành sẽ không có rửa tới nha. Em Thành sẽ để nguyên bản luôn, không có rửa dọn tới. Bởi vì xe này đi rất là lướt. Khi mà anh chị mua bên em thì em Thành sẽ bảo hành và cũng như là sẽ có tem niêm phong lại ở những cái chi tiết quan trọng. Bởi vì sau này anh chị có thể là quay đầu xe lại cho bên em này, hoặc là anh chị có thể là đổi xe khác, quay đầu đổi xe khác thoải mái. Bán ra em còn bảo hành, còn cam kết về chất lượng xe nữa. Cũng như là hiện tại thì bên em cũng có hỗ trợ ngân hàng toàn quốc cho tất cả anh chị. Anh chị cần chi tiết thì có thể là liên hệ cho hotline bên em. Ok. Vừa rồi là em Thành cập nhật cho tất cả anh chị khách hàng mẫu Ford Ranger XLS phiên bản số tự động đời 2023 luôn. Đi được 19.000 km, xe mang biển số Tây Ninh.
Ngày hôm nay em Thành đang niêm yết chào bán tại trung thực ô tô chi nhánh miền Nam với mức giá 659 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ được cho tất cả anh chị. Đương nhiên rồi anh chị, xe đời này anh chị sẽ không gọi là tiết kiệm quá nhiều so với là xe trong hãng, nhưng mà anh chị tiết kiệm được đâu đó cũng gần được 100, nó đâu đó khoảng tầm 70 triệu cho tất cả anh chị khách hàng khi mà anh chị mua xe mới trong hãng ở thời điểm hiện tại. Cái đó là chia sẻ thật của em Thành, anh chị thấy cân nhắc về lựa chọn ở thời điểm này. Đó, xe này thì cũng không khác gì xe hãng đâu, như em Thành đã nói, cũng đã diễn tả qua video. Chi tiết bề mặt sơn vẫn còn là nguyên vẹn hết, máy móc gầm bệ cũng còn nguyên vẹn, chỉ có điều là xe cũng đã lên được những cái option đồ chơi cho tất cả anh chị khách hàng rồi. Anh chị quan tâm liên hệ trực tiếp cho hotline bên em. Và em Thành xin cảm ơn tất cả anh chị khách hàng rất là nhiều đã theo dõi phần video này của em. Đừng quên cho Trung Thực Auto một đăng ký cũng như là chia sẻ video này giúp em Thành. Em Thành xin phép là kết thúc video tại đây ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.